Nay chúng ta sẽ học chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề thứ 10. Đó là nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Chủ đề này chúng ta cũng bắt đầu vào phần đầu tiên, đó là từ mới. Từ mới thứ nhất là người nhà, người thân. Trong tiếng Trung sẽ nói là chỉnh rấn. Chỉnh rấn. Chỉnh rấn là người nhà, người thân. Tiếp theo từ mới số 2 là con trai. Tiếng Trung là ở chữ ở chữ từ ở là sẽ hơi cong lưỡi lên này, ở chữ là con trai, nhưng mà con gái thì sẽ là nỉ ở, nỉ ở, nỉ ở, nỉ ở, ở từ ở sẽ hơi cong lưỡi lên là con gái. Ông nội sẽ là dế dê hoặc là chủ phụ, dế dê hoặc là chủ phụ, dế hoặc là chủ phu. Mình dùng hai cách đều được, để là mình nghĩ là ông nội, một là dế hay là chủ phu đều là ông nội nhé. Còn bà nội sẽ là nải nải hoặc là chú mủ, nải nải hoặc là chú mủ là bà nội. Còn ông ngoại sẽ là oai, oai cung hoặc là oai chủ phu, oai cung, oai chủ phu, oai cung, oai chủ phu đều nghĩa là ông ngoại. Mình dùng hai cách đều được, một là oai cung hay là oai chủ phu. Còn bà ngoại sẽ là oai búa hoặc là oai chú mụ, oai búa hoặc là oai chú mụ, oai búa, oai chú mụ thì có nghĩa là bà ngoại. Cháu nội trai nói là xuân dự, xuân dự, xuân dự là cháu nội trai. Cháu nội gái thì sẽ là xuân nhụy, xuân nhụy, nhụy đây là con gái đấy ạ, xuân nhụy là cháu nội gái. Cháu ngoại trai thì sẽ nói là oải xuân, oải xuân, oải xuân là cháu nội trai, à, cháu ngoại trai. Còn cháu ngoại gái thì sẽ là oai xuân nhụy, oai xuân nhụy, oai xuân nhụy là cháu ngoại gái. Con dâu thì sẽ nói là xí phụ, xí phụ, xí phụ là con dâu. Thế còn con rể sẽ là nữ sư, nữ sư, nữ sư. Tiếp theo đến từ mời vào. Mời vào trong tiếng Trung sẽ nói là chỉnh chim. Chỉnh là mời, chim là vào, chỉnh chim là mời vào, chỉnh chim mời vào. Và mời ngồi sẽ là chỉnh chua, chỉnh chua, chua là ngồi, chỉnh là mời, chỉnh chua là mời ngồi. Từ mới số 16, sức khỏe là shen thị, shen thị, shen thị, sức khỏe. Yên tâm là phang xin, phang xin, phang xin là yên tâm. Từ mới cuối cùng là công việc, đó là cung chuộc, cung chuộc, cung chuộc là công việc. Đấy là 18 từ mới hôm nay. Còn tiếp theo chúng ta sẽ đến phần và phần hội thoại để hiểu rõ hơn về phần từ mới. Thứ nhất là chào ông hoặc là chào anh. Ví dụ như chúng ta gặp người nhà mà cảm thấy là nhiều tuổi hơn tuổi mình thì chúng ta nói là chào ông để thể hiện sự kính trọng. Còn ví dụ như là ít tuổi, trẻ trẻ chẳng hạn thì sẽ là chào anh. Thế chào ông thì sẽ là ní nào, ní nào là chào ông. Thế còn chào anh là chào bạn đơn thuần sẽ là ní hạo, đúng không? Cái này thì chúng ta gặp nhiều trong tiếng Trung rồi đấy, ní hạo, ní hạo. Còn nếu mà người ta nhiều tuổi thì mình sẽ ní nào đó, thì mình sẽ dựa trên nhìn lên tuổi tác thì mình lựa cách chào sao cho đúng và lịch sự. Thứ hai là anh là người nhà của ông cụ à. Đó, mình sẽ hỏi người ta
Nì sư a cũng tở chim rấn mà. Nì là bạn, sư là a cung là ông cụ rồi này. Chim rấn là người nhà, là từ mới bên trên chúng ta vừa học. Ma là phải không? Nì sư a cũng tở chim rấn mà, là anh là người nhà của ông cụ à. Anh là người nhà của ông cụ phải không? Đó, thì mình hỏi. Tiếp theo, khi người ta trả lời, người ta sẽ bảo là đúng rồi, tôi là con trai của ông cụ. Tôi, của sư a cung tự ớ tự. Tôi, là đúng, đúng rồi. Của tôi, sư là a cung tự ớ tự. Ớ tự là bên trên là con trai, chúng ta vừa học. A cung tự ớ tự, tức là con trai của ông cụ. Của sư a cung tự ớ tự. Tôi là con trai của ông cụ. Đúng rồi đấy, tôi là con trai của ông cụ. Sau đó chúng ta sẽ, khi mà thấy đúng rồi, chúng ta sẽ mời người ta vào, mời ngồi này. Mời ngồi là chỉnh chua. Chỉnh chua là mời ngồi. Chua là ngồi, chỉnh là mời. Chỉnh chua là mời ngồi. Tiếp theo chúng ta quay ra sẽ báo, thông báo với ông cụ là ông ơi, con trai ông đến thăm ông này. A cung nỉ tờ ớ chữ nái khan nỉ ơ. A cung nỉ tờ ớ chữ nái khan nỉ ơ. A cung là ông ơi. Ở đây là bà ơi thì sẽ là ama. Nỉ là bạn, ớ chữ là con trai này. Nỉ tờ ớ chữ là con trai của ông á. Lái là đến. Khan là thăm. Lái khan là đến thăm. Nỉ là ông rồi. Lái khan nỉ ơ. Đến thăm ông này, tựa ya chỉ là trợ từ cặp thán thôi, là này đấy ạ. A cung nỉ tờ ớ chữ lái kha nỉ ya. Ông ơi, con trai ông đến thăm ông này. Hoặc là amma nỉ tờ ớ chữ lái kha nỉ ya. Bà ơi, con trai bà đến thăm bà này. Thứ 6 là hàng ngày là tôi chăm sóc ông cụ. Mẩy thiên sư của trao cụ a cung tợ. Mẩy thiên tức là hàng ngày. Sư là của là tôi rồi này. Trao cụ là chăm sóc. Trao cụ là chăm sóc. A cung là ông cụ. Mẩy thiên sư của trao cụ a cung tợ. Hàng ngày là tôi chăm sóc ông cụ đấy. Ví dụ tiếp là sức khỏe của bố tôi gần đây thế nào. Tức là người nhà con trai khi đến thăm, người ta hỏi xem là sức khỏe của ông cụ ra sao. Của ba tờ sân thì chơi chim sầm mơ giang. Của ba tờ sân thì chơi chim sầm mơ giang. Của là tôi. Từ ba là từ viết tắt trong từ ba bà. Đó là bố. Của ba là bố tôi. Sân thì là sức khỏe, là từ mới bên trên chúng ta vừa học ạ. Của ba tờ sân thì sức khỏe của bố tôi. Chơi chim là gần đây, chẳng mơ giang là thế nào. Chơi chim chẳng mơ giang là gần đây thế nào. Của ba tờ chân thì chơi chim chẳng mơ giang là sức khỏe của bố tôi gần đây thế nào. Anh yên tâm, sức khỏe của ông cụ vẫn tốt. Nì phang xin tha chân thì khái họ. Nì là bạn, phang xin là yên tâm. Ha là ông ấy, chân thì là sức khỏe rồi này, khái là vẫn, hảo là tốt, khái hảo là vẫn tốt. Ha chân thì khái họ, sức khỏe của ông cụ vẫn tốt đấy. Nhi phang xin, anh yên tâm, ha chân thì khái họ, sức khỏe của ông cụ vẫn tốt. Thì nếu mà sức khỏe của ông cụ không tốt thì chúng ta sẽ nói là sức khỏe của ông cụ không được tốt lắm, gần đây ăn rất ít. Đó, thì sẽ nói là tha sân thì bú thải học. Chơi chín chư khấn sọ. Tha là ông ấy. Sân thì là sức khỏe. Bú là không. Thải học là không tốt lắm. Bú thải học là không tốt lắm. Thảo là tốt này. Bú thải học là không tốt lắm. Thải học là tốt lắm này. Còn khi mà đi với từ bu là phủ định, là bu là không. Bú thai hạ là không tốt lắm. Sức khỏe của ông không tốt lắm là tha thân thì bú thai hạ. Chơi chín là gần đây.
chư là ăn, là từ mới, từ những chủ đề trước chúng ta đã gặp từ chư này rồi này, là ăn. Khấn là rất, xạ là ít, khấn xạ là rất ít. Chơi chinh chư khấn xạ, gần đây ăn rất ít. Tha sân thì phú thải hảo, chơi chinh chư khấn xạ, sức khỏe của ông không được tốt lắm, gần đây thì ông ăn rất là ít. Ban đêm ông cụ hay bị tỉnh giấc thì sẽ nói là a cung ye chen tháng bay chim xỉ. A cung là ông cụ, ye chen tức là ban đêm đấy ạ, tráng là thường, bay là bị này, chim xỉ là tỉnh giấc. A cung ye chen tráng bay chim xỉ, ông cụ vào ban đêm thì hay bị tỉnh giấc. Tiếp theo, ví dụ như người nhà người ta quay ra người ta hỏi mình là chị là người nước nào, đến đây làm lâu chưa? Nǐ shì nà guò rén? Lái chưa lì cung chua tua chiều lợ. Nǐ là bạn, là chị. Shì là nà, guò rén là người nước nào. Nǐ shì nà guò rén sẽ hỏi là chị là người nước nào. Lái là đến, chưa lì là đây, đến đây là lái chưa lì. Cung chua là làm việc. Tua chiều lơ là bao lâu rồi, chiều là lâu đấy, người ta muốn hỏi bao lâu sẽ là tua chiều lơ. Lái chưa lì cung chua tua chiều lơ, đến đây làm lâu chưa, làm được bao lâu rồi. Nhì xin nạ của rấn, lái chưa lì cung chua tua chiều lơ, chị là người nước nào, đến đây đã làm bao lâu rồi, lâu chưa. Mình sẽ trả lời là tôi là người Việt Nam, đến đây được hơn 3 tháng rồi. Ủa, sư duyên nam rấn, lái chưa lì sang cơ duyên tua là. Ủa, là tôi, sư là duyên nam, là Việt Nam, rấn là người, duyên nam rấn là người Việt Nam. Ủa, sư duyên nam rấn, tôi là người Việt Nam, lái là đến, chưa lì là đây này, lái chưa lì là đến đây. San là ba, cưa là lượng từ của từ duê, duê này là tháng ạ, 3 tháng là san cơ duê. Tua là hơn đấy, tức là hơn 3 tháng rồi đấy, lâu là rồi này. Lái chưa lì san cơ duê tua là đến đây được hơn 3 tháng rồi. Mùa sư duê nàng gần, tôi là người Việt Nam, lái chưa lì san cơ duê tua là đến đây được hơn 3 tháng rồi. Ví dụ tiếp theo là mình quay ra mình hỏi con trai của ông cụ là anh làm công việc gì? Như thế là lì nì chua sớm mà cung tủ, nì chua sớm mà cung tủ. Nì là bạn, là anh đấy, chua là làm, sớm mơ là cái gì gì, cung chua là công việc. Anh làm công việc gì? Nhật sẽ nói là nì chua sớm mà cung tủ, là anh làm công việc gì thế. Hoặc là mình có hỏi thêm câu là anh có mấy đứa con rồi? Nhí dầu chỉ cơ chéo khái. Nhí dầu chỉ cơ chéo khái. Nhì là anh là bạn. Dầu là có này. Chỉ là lượng từ. À chỉ là mấy. Cưa là lượng từ của từ chéo khái. Chéo khái là con. Có mấy đứa con thì sẽ là chỉ cơ chéo khái. Nhí dầu chỉ cơ chéo khái. Anh có mấy đứa con rồi? Nhà anh cách đây có xa không? Đấy, ví dụ như chúng ta có thể hỏi thêm là câu là nhà anh cách đây có xa không? Nhà nì cha lý chưa lì tiền ma. Nì là anh, là bạn. Cha là nhà. Lý là cách. Chưa lì là ở đây. Tức là cách ở đây là lý, chưa lì là cách ở đây. Duyện là xa, ma là không. Như duyện ma là xa không? Nì cha lý chưa lì ghen ma, nhà anh cách đây xa không? Ví dụ tiếp theo là có thời gian anh lại tới thăm ông cụ nhé. Ví dụ như là lúc mà tôi chuẩn bị về thì mình sẽ bảo là có thời gian anh lại tới thăm ông cụ nhé, thì sẽ nói là dầu xứ chen nì dâu lái khan a cung bạc. Dầu
là có, xứ chiên là thời gian, hiểu xứ chiên là có thời gian. Nì là anh, là bạn. Yêu là lại. Nái khan là đến thăm. Hàm cung bà, hàm cung lớn cụ bà là nhé này. Nì yêu lái khan a cung bà, anh lại tới thăm ông cụ nhé. Hiểu xứ chiên, nì yêu lái khan a cung bà, có thời gian thì anh lại tới thăm ông cụ nhé. Còn là ví dụ như có thời gian anh lại tới thăm bà cụ nhé, thì sẽ thay từ a cung là a ma. Hiểu xứ chiên, nì yêu lái khan a ma bà. Tiếp đến là mình sẽ bảo là xin anh cứ yên tâm, tôi sẽ chăm sóc ông cụ cẩn thận. Nói là chín nỉ phang xin, wo huay hao hao chao cu a cung. Chín nỉ phang xin. Ở đây hai dấu hỏi thì dấu này sẽ đổi thành dấu là chín, chứ không phải là chín nữa. Chín nỉ, chỉnh nỉ phang xin, nó là chỉnh đấy ạ. Nhưng mà vì là chỉnh và nỉ là hai dấu thanh thanh ba, hai thanh ba đi với nhau thì nó phải đổi thành thứ hai. Chỉnh nỉ phang xin, phang xin là yên tâm. Chỉnh nỉ phang xin là xin anh cứ yên tâm nhé. Ủa là tôi, quay là sẽ, háo hảo cẩn thận, chính là chăm sóc tốt đấy ạ, rất là tốt đấy. Chào cu là chăm sóc, a cung. Của quay háo hảo chào cu a cung, tức là tôi sẽ chăm sóc tốt cho ông cụ đấy, tôi sẽ chăm sóc cẩn thận. Chính nghỉ phan xin, của quay háo hảo chào cu a cung. Và khi mà người ta về thì mình sẽ bảo là tạm biệt, xin đi cẩn thận. Chai chien, chỉnh man man chậu. Chai chien, chỉnh man man chậu. Chai chien là tạm biệt này, chỉnh nó vẫn là xin này. Man man là chậm, là cẩn thận. Chậm là đi. Đấy, thì xin hãy đi cẩn thận. Sẽ nói là chỉnh man man chậu. Chai chien, chỉnh man man chậu. Tạm biệt, đi cẩn thận nhé. Xin đi cẩn thận nhé. Đó, thì bài hôm nay là bài một đoạn nói chuyện với người nhà bệnh nhân. Thì chủ đề của chúng ta đến hôm nay là học đến đây là kết thúc. Thì các bạn nhớ ôn lại kiến thức buổi học hôm nay nhé. Buổi hôm sau thì chúng ta sẽ học tiếp chủ đề, đó là bộ phận cơ thể người.